chiếc đồng hồ Remoler V41. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu đến với tất cả quý khách phối hợp luôn một chiếc đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ vô cùng sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu, đó chính là Remoler. Wow. Khi mà mình mở cái hộp giấy ra đến hộp bên trong á, thấy bóng ánh sáng từ cái bỏ hộp này, cái hộp mật đã sang trọng rồi. Bởi vì một chiếc đồng hồ tới vài trăm triệu thì bắt buộc phải nằm trong một cái hộp đẹp sang trọng là điều đương nhiên. Và đây chính là chiếc đồng hồ Remoler V41. Chất liệu tạo nên chiếc đồng hồ này, thân vỏ đồng hồ này, đó chính là vàng nguyên khối AU750 chính hãng. Một chiếc đồng hồ new, chưa qua sử dụng. Nếu quý khách muốn những chiếc đồng hồ như thế này mà giá tốt hơn một xíu thì mình có thể tìm những chiếc đồng hồ dinh hãng nhưng mà siêu lướt để có giá tốt hơn, thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng Remoler, Hublot, Rolex, Jacob, Patek Philippe, vân vân. Chiếc đồng hồ này là dành cho nam và chắc chắn cũng sẽ có phiên bản dành cho nữ. Đây là V41 dành cho nam với những cổ tay vừa và to như Kỳ Lân, đẹp. Còn nếu như mà cổ tay múc hơn nữa thì mình sẽ dùng size 45. Đồng hồ Remoler này sẽ có phiên bản dành cho nam, phiên bản dành cho nữ. Mỗi phiên bản cũng sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, cũng như là nhiều chất liệu thân vỏ đồng hồ khác nhau như là thép hoặc là vàng. Đây là bản vàng nguyên khối AU750. Đây là phiên bản được Kỳ Lân custom đính từng viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn lên trên thân vỏ đồng hồ chất liệu vàng này. Và có những bản sẵn kim cương của hãng luôn, thì sự chênh lệch giá sẽ khác nhau. Để cho phù hợp, để cho hợp lý thì chúng ta có thể chọn lựa bản custom đính full kim cương. Mà những viên kim cương này là Kỳ Lân tuyển chọn nhập những viên kim cương VVS để đồng nhất kích thước, đồng nhất độ sạch, đồng nhất độ đẹp. Và đặc biệt là những viên kim cương đó phải phát sáng lấp lánh nhất, và sau đó đưa vào chiếc đồng hồ này với kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp để chia tỷ lệ ổ cháo hột cực kỳ đều, và kỹ thuật làm nguội của kỹ thuật chuyên sâu tư duy hàng cao cấp, nên là làm sạch bề mặt vàng cực kỳ sạch để cho đưa những viên kim cương vào để cho phát huy tối đa về độ bắt sáng. Chứ cho dù chúng ta làm nguội không kỹ, không chuyên sâu vô, thì khi mình gắn những viên kim cương có đẹp thì cái độ bắt sáng cũng được giảm đi, bởi vì đáy ở những viên kim cương không có được sạch và không có được bắt sáng.